Xin chào các bạn. Hôm nay mình có con Oppo R827 phiên bản 4GB. Nó bị cứ tự động là mình bật mạng lên là tải các ứng dụng về mà mình không thể kiểm soát được. Thì hôm nay mình sẽ uprom lại phiên bản Fit 5mm R827 phiên bản 4GB. Đây là phiên bản ROM 4GB. Mình sẽ ấn tải về. Về sau mình sẽ copy vào thẻ nhớ. Copy vào thẻ nhớ mình sẽ update cho các bạn xem. Đây là phiên bản mình đã tải vào trong thẻ nhớ. Giờ mình sẽ lắp vào thẻ nhớ rồi mình sẽ upload. Chúng ta mở uprom thì đầu tiên chúng ta sẽ ấn tổ lỗ, tổ hợp, phím giảm âm lượng và phím nguồn. Khi hiện chữ factory modem thì mình sẽ thả tay ra và mình sẽ chọn English. Đầu tiên nếu mà máy của bạn là máy đang sử dụng thì chúng ta sẽ vào phần thứ hai rồi anh yết để xóa hết tất cả dữ liệu, nhưng mà máy này của mình đã xóa hết tất cả dữ liệu ấy rồi. Bây giờ mình sẽ vào uprom luôn nhé, mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn chứ không dài dòng nữa. Chúng ta sẽ chọn phần đầu tiên start from sd, có nghĩa mình sẽ vào phần thẻ sd của chúng ta. Đây chúng ta sẽ chọn phần from sd. Trong đây của mình có rất nhiều phiên bản ROM mình đã tải vào đây, mình đã update rất nhiều máy, mà bây giờ mình sẽ chọn modem đúng máy của mình. Oppo R827 Oppo R827 Fit 5 mini nó có hai phiên bản, phiên bản 4GB và phiên bản 8GB. Thì ở mình đây là phiên bản 4GB thì mình sẽ tải phiên bản Oppo R827 4GB. Đây là phiên bản của mình. Đấy, chúng ta sẽ ấn đây chọn. Yes. Đợi hoạt động máy diễn ra chạy hết cái phần này thì máy sẽ tự khởi động lại.
Ai vô sân ga núi đẹp đây. Bây giờ chúng ta bật nạ lên xem còn hình tượng tự động thay thế không. Xong up phiên bản A8 chấm, đây là phiên bản mới nhất là A16 chấm, sẽ tự có cái nhật về. Thế là bây giờ hết tình trạng. Xin chào các bạn.